vẫn đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn và sau đây là phần tin châu Á. Kênh truyền hình KRT của Triều Tiên vừa phát tin lãnh đạo Kim Jong-un vừa yêu cầu thực hiện thêm một số cuộc thử nghiệm hạt nhân nhằm cải thiện năng lực tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Thấy được sự cấp thiết cần phải cải thiện năng lực tấn công bằng vũ khí hạt nhân, lãnh đạo Kim Jong-un đã yêu cầu tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân để đánh giá sức mạnh của vũ khí đầu đạn hạt nhân mới phát triển nhằm nâng cao khả năng tấn công bằng hạt nhân. Đây là những thông tin được phát đi từ kênh truyền hình KRT của Triều Tiên. Tuy nhiên, phát thanh viên kênh truyền hình KRT của Triều Tiên không cho biết chính xác các vụ thử nghiệm hạt nhân mới sẽ diễn ra vào lúc nào. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ khi Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ tư hồi tháng 1 vừa qua, cùng với vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 2. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa ra nghị quyết trừng phạt nặng nhất từ trước đến giờ đối với Triều Tiên. Việc Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân là vi phạm nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc. Theo trích dẫn của lãnh đạo Kim Jong-un được phát trên kênh truyền hình KRT, Triều Tiên đang thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc không tin Bình Nhưỡng sẽ làm được điều này. Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn 500 km xuống biển. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng vừa dẫn một nguồn tin ngoại giao nước này cho biết, Hàn Quốc đã gửi thư lên Ủy ban trừng phạt nhằm kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tìm cách đối phó với động thái này của Triều Tiên. Theo công bố mới nhất của cơ quan đặc vụ kinh tế EIU, thì Singapore tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp. So với năm 2015, mức giá sinh hoạt của Singapore đã giảm 10%, nhưng đây vẫn là lần thứ ba liên tiếp Singapore đứng đầu bảng. Theo báo cáo, chi phí đi lại ở Singapore cao gấp 2,7 lần New York. Đây cũng là nơi mua các mặt hàng quần áo và nơi có chi phí điện nước đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, các mặt hàng tạp hóa cơ bản của Singapore vẫn ngang bằng New York, trong khi Seoul đắt hơn đến 33%. Nghiên cứu của EIU được công bố 2 năm một lần dựa trên giá cả của hơn 160 sản phẩm và dịch vụ ở 133 thành phố trên toàn thế giới. Danh sách các sản phẩm được so sánh bao gồm giá nhà, phí giao thông, quần áo, đồ ăn và ngay cả giấy vệ sinh. Khảo sát này giúp các nhà quản lý nhân sự có thể so sánh điều kiện sống ở các nước khác nhau và đưa ra một mức lương phù hợp cho nhân viên. Đứng sau Singapore, lần lượt là các thành phố Zurich, Hồng Kông, Geneva, Paris và London. Một báo cáo vừa được những nhà nghiên cứu Nhật Bản công bố vào đúng 5 năm sau vụ nổ điện hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Trong đó, thì các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng đột biến của số ca ung thư ở trẻ em tại khu vực này. Theo bản báo cáo vừa được công bố, có khoảng 300.000 người dưới 18 tuổi đang sinh sống tại quận Fukushima, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ nhà máy điện hạt nhân cách đây 5 năm. Vài tháng sau vụ tai nạn, có đến 116 người trong nhóm đối tượng này bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Ngoài ra còn có khoảng 50 ca khác có tỷ lệ nhiễm phóng xạ tuyến giáp cao hơn mức bình thường. Tỷ lệ ung thư tuyến giáp của nhóm đối tượng dưới 18 tuổi những khu vực quanh quận Fukushima cao gấp từ 20 đến 50 lần những nơi khác tại Nhật Bản. Thậm chí, những nơi càng gần với nhà máy Daiichi thì tỷ lệ ung thư càng cao. Đây là kết quả phân tích của tôi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngay cả chính phủ Nhật Bản và chính quyền bang Fukushima đều không tỏ ra quan tâm đến thực trạng này. Trước đó, chính phủ Nhật Bản và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA từng tuyên bố việc tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng đột biến trong khu vực này có liên quan đến vụ nổ nhà máy điện hạt nhân cách đây 5 năm là không thuyết phục. Theo giáo sư Shida, mặc dù những số liệu thống kê về tỷ lệ ung thư cao đột biến là một kết quả khó chấp nhận, nhưng chính phủ không có quyền ngỏ lời với nó. Nếu như chính phủ Nhật Bản và chính quyền quận Fukushima cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thì họ sẽ đánh mất niềm tin của người dân. Đây là điều không tốt đối với cả chính phủ và người dân Nhật Bản. Hãng Nestle Ấn Độ vừa phải vướng phải một vụ bê bối mới khi kết quả thử nghiệm mẫu mì ăn liền Maggi của hãng này cho thấy hàm lượng tro vượt mức quá mức cho phép. Cuộc thử nghiệm được thực hiện vào tháng trước bởi một phòng thí nghiệm của chính quyền bang Uttar Pradesh. Theo đó, nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng của Ấn Độ là Nestle Maggi có hàm lượng tro quá mức cho phép 0,85%. Nestle Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đã có sự hiểu nhầm trong việc đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả này đến các đại lý và cả Nestle. Nếu họ nghi ngờ về báo cáo này, họ có thể gửi những mẫu thử đến các phòng thí nghiệm độc lập khác. Và chúng tôi sẽ xem xét để đưa ra kết quả cuối cùng. Ông cũng cho biết nếu không có kết quả phản bác nào được gửi tới, Nestle sẽ phải chịu một án phạt khoảng 7.500 đô la Mỹ. Trong vụ scandal hồi tháng 8 năm 2015, mì ăn liền Maggi đã bị kiện vì chứa hàm lượng chì cao quá mức cho phép. Nestle Ấn Độ buộc phải tiêu hủy số hàng trị giá 67 triệu đô la Mỹ và bị cấm bán ra trong vòng 3 tháng. Gã khổng lồ công nghệ Samsung vừa thông báo là số lượng đặt hàng cho mẫu smartphone mới nhất là Galaxy S7 đã vượt qua mong đợi. Trong một sự kiện truyền thông, chủ tịch mảng kinh doanh điện thoại di động Samsung, ông Ko Dong-jin khẳng định lượng đặt hàng rất khả quan, tuy nhiên ông không tiết lộ con số cụ thể và cũng không đưa ra mục tiêu bán hàng. Samsung hy vọng rằng Galaxy S7 sẽ giúp hãng lấy lại thị phần ở Trung Quốc, nơi mà các công ty Hàn Quốc đang tụt hậu so với các đối thủ. Tôi đã đích thân đi kiểm tra các cửa hàng, các thông điệp đến khách hàng và quản lý kế hoạch marketing ở Trung Quốc.
và tôi muốn chắc rằng chúng tôi sẽ làm tốt ở thị trường Trung Quốc. Các nhà phân tích dự đoán doanh số của Galaxy S7 sẽ thấp hơn mẫu Galaxy S6 năm ngoái do cấu hình Galaxy S7 đòi hỏi phải nâng cấp từng phần. Tại sự kiện, người dùng cũng được trải nghiệm các tính năng mới của Galaxy S7 cũng như máy chụp hình 360 độ đầu tiên của Samsung Gear 360. Mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong nước sau đây. Từ ngày 21 tháng 3, thép nhập khẩu chỉ được thông quan sau khi kiểm tra đạt chất lượng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong top những nơi làm việc tốt nhất.